Vâng, thưa quý vị và các bạn, năm mới đã gõ cửa, mùa xuân đang ngập tràn trên khắp những cánh đồng. Và tại xã Sơn Lai, huyện Nho Quan của tỉnh Ninh Bình, những cánh đồng hoang đang ngập tràn màu vàng sụm của loài hoa cúc chi, loài hoa bản địa của mảnh đất cố đô. Những bạn trẻ ở đây không chỉ mang về quê hương tình yêu với nông nghiệp mà còn dắt lưng cho mình những đồng vốn, đó là vốn tri thức và những công nghệ hiện đại để thay đổi nông nghiệp của quê hương. Trong phần tiếp theo, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ những gương mặt trẻ, người đã biến những cánh đồng hoang trở thành những cánh đồng vàng của mảnh đất cố đô. Những ruộng cúc chi đã đến ngày thu hái. Điểm đặc biệt, vùng trồng này đã được chứng nhận hữu cơ với diện tích 1 hectare. Chủ nhân của chúng là ba chàng trai đến từ mảnh đất cố đô, Ninh Bình. Họ không chỉ là những người bạn học, họ còn chung nhau chí hướng xây dựng cộng đồng nông nghiệp xanh. Muốn phát triển mà bền vững lâu dài, phát triển lớn hơn nữa thì cần phải một tập thể đoàn kết vững mạnh. Vì thế nên là bên mình thì cũng đấy tập hợp của các bạn trẻ yêu nông nghiệp cùng nhau là chung tay góp sức, mỗi bạn có thế mạnh của một mảng. Thì vì thế nên là cũng mỗi bạn phụ trách một mảng thì để triển khai là toàn bộ cái phần quy trình khép kín cho RT. Năm 2020 Thành quyết định là từ bỏ công việc ở trên Hà Nội và trở về Ninh Bình để quyết định theo đuổi ước mơ canh tác nông nghiệp hữu cơ của mình ấy, thì bản thân mình cũng rất là ủng hộ. Sau một thời gian gần một năm thì mình mới quyết định là hoàn toàn từ bỏ công việc để trở về để cùng chúng ta sáng lập lên một cái mô hình canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ, thì mang lại những cái giá trị sản phẩm tốt đẹp đến cho mọi người. Tức là việc mình đi làm những công việc nó chân tay, nó bẩn thỉu, thì mọi người có thể là mọi người sẽ có những cái ánh mắt nó không được thiện cảm cho lắm. Nhưng mà khi mà mình làm, mình xác định đây là cái công việc của mình và cái niềm đam mê của mình, khi đó thì có thể là cùng nhau mà đi lên và bỏ qua được tất cả những cái lời nói mà nó không hay. Thiếu vốn, thiếu đất sản xuất, thiếu kỹ thuật, đó là những gì mà nhóm bạn trẻ đã cùng nhau trải qua khi bắt tay vào lĩnh vực nông nghiệp vô cùng mới mẻ. Thành và Luân vốn xuất phát là những kỹ sư xây dựng, trong khi Minh là cử nhân kinh tế. Tuy nhiên, khi lựa chọn con đường đến với nông nghiệp, cả Thành, Luân và Minh đều lấy nông nghiệp hữu cơ làm tôn chỉ, mục đích. Cũng nhiều lúc là hội đồng quản trị của RT cũng có trao đổi bảo như vậy thì quá sức, mình cũng vẫn động viên anh em, cũng vẫn trao đổi với anh em là vì RT theo đuổi là theo tiêu chuẩn hữu cơ nên vì thế nên là phải cố gắng hết sức là kiểm soát được toàn bộ cái quy trình của mình. Đầu năm 2021, ba bạn trẻ quyết định lựa chọn vùng đất Sơn Lai, huyện Nho Quan để xây dựng nông trại hữu cơ tại đây. Nơi đây, đất đai trù phú, diện tích bằng phẳng, phù hợp cho canh tác nông nghiệp hữu cơ. Tuy nhiên, nhóm bạn trẻ lại gặp phải vấn đề thiếu nước tưới. Lúc này, cả ba đã cùng ngồi lại để xây dựng một quy trình sản xuất vừa tối ưu hóa chi phí, vừa tiết kiệm nhân công, đồng thời lấy nông nghiệp hữu cơ làm nòng cốt để phát triển sản phẩm. Khi mà RT đi đến cái vùng đất này thì cũng vào cái mùa đông như này thì cả cái cánh đồng ở đây khoảng 5-60 hecta là bỏ không, thì bên mình cũng rất là thắc mắc, không hiểu sao lại bỏ hoang như này, thì cũng hỏi mấy bác dân địa phương đang chăn bò thì mấy bác bảo là không có nước, vào mùa này thì không thể có nước. Thì sau khi bàn bạc thì bên mình tính là có thể là sử dụng phương án là tưới tiêu và tiết kiệm nước nhất, thì đấy thì cũng hỏi một vài farm mà gần đây cũng đã có những farm là áp dụng là tưới nhỏ giọt rồi, thì các anh ấy phản hồi là khá là tích cực. Nên là khi mà mình triển khai được như thế thì tháo gỡ được cái nút thắt thì sẽ giải quyết được cái vấn đề là không để đất bỏ hoang nữa. Nước, phân, giống là ba yếu tố vô cùng quan trọng trong canh tác hữu cơ. Khi đã giải quyết được vấn đề nước tưới, việc tự cung ứng nguồn phân đã được các bạn trẻ nghĩ tới. Một khu nuôi giun quế 200m² đã được xây dựng để tối ưu hóa chi phí sản xuất. Cái phân giun quế này nó rất là lành tính. Lành tính ở đây nghĩa là gì? Tức là cái hệ vi sinh của nó rất là đa dạng. Bên cạnh đó là cái chất
tức là những hợp chất để cho cây phát triển ấy, là những cái chất như kiểu là acid humic. Nó rất là tốt cho cây, rất là tốt cho bộ rễ của cây. Và từ đó thì chúng tôi đã nghiên cứu và làm cái phân trùn quế này để cung cấp và bón cho cây. Tuy nhiên, với quy mô sản xuất nhỏ như vậy sẽ không đủ nguồn cung ứng phân cho trang trại. Lúc này, Thành, Minh và Luân đã quyết định tìm kiếm công nghệ nuôi giun quế hiện đại nhất để tạo ra nguồn phân đủ cung ứng cho 1 hectare hoa cúc. Cách làm phân giun quế thì hiện tại chúng tôi đang làm theo cái phương pháp khá là mới ở Việt Nam. Hiện tại thì ở Việt Nam cái phương pháp truyền thống là phương pháp nuôi luống. Thì có thể thấy là cái phương pháp nuôi luống ấy, thì hiện tại chúng tôi với cái diện tích nhỏ thì chúng tôi nuôi luống thì phân sẽ không được tốt. Thì hiện tại chúng tôi đang nuôi theo hình thức là nuôi khay. Khi nuôi khay thì chúng tôi sẽ xử lý phân đầu vào bằng cách là ủ phân ở một trại ủ. Rồi sau đó là cho giun ăn. Khi cho giun ăn thì chúng tôi sẽ xếp lên từng khay như thế này. Tính ra cái diện tích tầm khoảng 200m² thì có thể sản xuất được khoảng từ 10 đến 15 tấn trên một tháng. Giun quế không chịu được nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh. Nếu nhiệt độ thấp dưới 7 độ hoặc cao trên 38 độ, giun sẽ không sinh sản được. Để tạo ra nhiệt độ và độ ẩm thích hợp cho giun sinh sản và phát triển, giàn phun xương đã được lắp đặt và điều khiển tự động qua một phần mềm trên điện thoại thông minh. Thì khi mà chúng tôi không có mặt tại đây chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ qua những cái thiết bị di động, chúng tôi có thể điều khiển qua những cái bảng điều khiển và chỉ cần một cái mạng wifi là chúng tôi có thể là ngồi nhà và điều khiển để cho cái hệ thống phun xương này nó hoạt động. Hoặc là cái khu ủ ở phía bên kia thì chúng tôi cũng có những cái gọi là cái bộ điều khiển từ xa, tức là chỉ cần kết nối internet thôi là chúng tôi có thể điều khiển được và cài đặt những cái chu trình sục phân để cho mà cái khí không khí vào phân đấy, thì chúng tôi sẽ chỉ cần cài đặt và nó sẽ chạy theo đúng như cái chúng tôi đang mong muốn. Những máy móc hiện đại nhất cũng được ứng dụng vào sản xuất để tiết kiệm nhân công. Phân sau khi ủ hoai mục sẽ được thu gom bằng máy xúc để đưa vào nhà xưởng nuôi giun quế. Sau một thời gian, giun quế xử lý hết các chất thải hữu cơ sẽ được đưa vào máy sàng để thu về phân thành phẩm. Trung bình một ngày, khu nuôi giun quế này sẽ cho thu khoảng 1 tấn phân giun. Với 15 tấn phân giun thu được mỗi tháng, nông trại này đã dư thừa lượng phân bón và còn cung cấp cho các đơn vị bên ngoài. Kể cả những người mà sản xuất trồng rau chẳng hạn, trồng rau sạch ở nhà chẳng hạn, người ta cũng muốn là làm sao phải có một chậu cây hoặc là một chậu rau nó phải thực sự là an toàn cho sức khỏe. Chính vì thế mà chúng tôi nghiên cứu và tìm hiểu để ra được những cái sản phẩm hữu cơ tốt cho sức khỏe. Phân hữu cơ từ giun quế được xem là món quà tuyệt vời cho đất, giúp cải tạo bộ rễ cho cây và nuôi dưỡng đất khỏe mạnh. Minh chứng cho điều này, hệ sinh thái ong bướm chim muông quay trở lại trên những mảnh ruộng được canh tác hữu cơ. Những bông hoa cúc vươn mình mạnh mẽ và khoe sắc từ chính những giá trị nông nghiệp hữu cơ đem lại. Những bông cúc sau khi được thu hái trên cánh đồng sẽ ngay lập tức được đưa vào hệ thống sấy để giữ được dược tính trong hoa một cách tốt nhất. Thay vì phương pháp sấy thủ công như trước đây, với hệ thống sấy lạnh, người dùng chỉ cần lựa chọn chế độ vận hành, cài đặt chương trình cho từng loại hoa. Trước đây, khi mới bắt tay vào xây dựng nhà xưởng, Thành, Minh và Luân đã từng tìm kiếm những loại máy sấy thủ công để tiết kiệm chi phí. Thế nhưng, khi đưa vào sấy thử nghiệm, chất lượng hoa không được như ý muốn. Cả 100 triệu đồng bỏ ra đầu tư chỉ thu về thất bại. Những khó khăn đó đã thôi thúc nhóm bạn trẻ tìm kiếm công nghệ mới đáp ứng chất lượng hoa, đồng thời tạo ra nhiều dòng sản phẩm sấy giữ được dược tính cao trong từng loại hoa cúc. Ở cái giai đoạn đó, chúng mình cũng đã thử đầu tư một cái máy chế do dân cơ khí người ta chế theo yêu cầu của mình. Thì khi đấy sấy thì chất lượng hoa rất là thấp, có vị thâm màu và độ ẩm của nó là không đồng đều, dẫn tới là chỗ khô thì chỗ ướt, nên bọn mình phải cự lọc ra những cái hoa khô riêng ra, hoa ướt, hoa mà nó chưa khô hẳn ấy, ra, riêng ra xong đó sấy lại nên rất là cực. Mỗi chiếc máy sấy như thế này sẽ có giá từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng. Thông qua hệ thống sấy lạnh được cài đặt sẵn chương trình,
nhóm bạn trẻ sẽ không phải mất thời gian chờ đợi thủ công như trước kia. Khối lượng sấy cũng nhiều hơn, độ ẩm đều hơn, hệ thống trong khoang sấy ổn định hơn. Đó là những thành công khi nhóm của Luân quyết định áp dụng phương pháp sấy lạnh này. Hoa sau khi sấy xong sẽ được đưa vào hệ thống đóng gói. Với 1 hectare hoa cúc sẽ cho thu khoảng 5 đến 6 tấn hoa tươi mỗi vụ. Qua hệ thống sấy lạnh, lượng hoa thu được là 1,5 đến 2 tấn một năm. Thời gian đầu, khi chưa có đầu ra cho sản phẩm, mỗi tấn hoa cúc được bán ra chỉ khoảng 700.000 đồng đến 800.000 đồng một tấn. Giá thành rẻ mạt trong khi công sức bỏ ra lớn. Đó cũng chính là lúc Thành, Minh, Luân đã cùng ngồi lại để tìm hướng đi mới cho các sản phẩm của mình. Thì bọn mình đã nhận thấy cái vấn đề là bán đầu tấn thì giá thành nó rất là thấp. Vì vậy nên là mọi người đã họp lại và quyết định là phát triển ra một cái thương hiệu riêng của mình. Thì TT thì chữ đi thì bắt nguồn từ từ cái việc repair lại, cái nghĩa là hồi phục lại. Còn chữ ti thì lại bắt nguồn từ chữ tì gian, có nghĩa là một cái loại dược liệu. Thì đấy là ý nghĩa của chữ TT thôi. Bọn mình quyết định đặt tên của hợp tác xã là TT. Mong muốn được làm nông nghiệp tử tế, trả lại những giá trị vốn có cho đất. Đó cũng chính là tôn chỉ, mục đích hợp tác xã TT đem lại. Thay đổi tư duy đến hành động. Thông qua mạng xã hội, những thành viên của hợp tác xã TT đã lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ nông nghiệp hữu cơ. Để từ đó, những sản phẩm hoa cúc từ nông trại nhanh chóng được người tiêu dùng biết đến và tin dùng. Chị Đặng Thị Quế là một trong những người chuyên kinh doanh các sản phẩm nông sản sạch. Biết đến hợp tác xã TT thông qua cộng đồng nông nghiệp tử tế. Hôm nay, chị Quế cùng bạn đến tham quan quy trình sản xuất của nông trại hoa cúc này. Được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng nơi chân núi Sơn Lai, được nghe về câu chuyện sản phẩm và hành trình bén duyên nông trại trồng hoa cúc hữu cơ đã chạm đến trái tim chị Quế về tình yêu nông nghiệp của những bạn trẻ dám dấn thân, dám thay đổi, tư duy vì một nền nông nghiệp hiện đại, thông minh. Tôi thấy cái nhu cầu mà sử dụng cái sản phẩm hữu cơ hiện nay thì rất là cao, bởi vì là bây giờ mọi người quan tâm đến cái vấn đề sức khỏe rất là nhiều, nên là cái sử dụng sản phẩm hữu cơ mọi người quan tâm đến rất là nhiều. Không chỉ đem lại sức khỏe cho cộng đồng, thông qua các sản phẩm nông nghiệp an toàn, nhóm bạn trẻ đã tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Bà Nguyễn Thị Sinh đã trải qua 2 vụ thu hái cúc, ngày ít được 4 đến 5 kg, ngày nhiều được 7 kg. Công việc không mấy vất vả, đem lại thu nhập cho bà cả chục triệu đồng mỗi vụ cúc. Bà chỉ có đi hái thôi, 2 năm nay bà đi hái hoa ở đây thì bà thấy cảm thấy là hái ở đây là hơi tốt, bởi vì là các chú ý làm là tiền nong bằng phẳng mà cũng vui vẻ mà cũng hạnh phúc. Thế nên là bà già rồi bà cố đi, bà đi để hưởng cái vụ hoa. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, bà Nguyễn Thị Sinh đã biết thưởng hoa, làm nông nghiệp một cách hạnh phúc. Những người nông dân trên cánh đồng hữu cơ biết trân quý giá trị từ nông nghiệp, là động lực để Thành, Minh, Luân xây dựng những bước đi vững chãi hơn vì một nền nông nghiệp vị nhân sinh.